quý vị và các bạn, tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, đập tan sức xiềng nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ và lạc nhào chế độ phong kiến ngự trị hàng nghìn năm. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 2017, Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Cách mạng tháng 8, cuộc đổi đời của dân tộc. Sách do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 2010 với 330 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới giành chính quyền trong cả nước. Phần thứ hai, những trang hồi ức của một số cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra ở thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc. Phần thứ ba, một số bài viết, công trình nghiên cứu về cách mạng tháng 8 năm 1945. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu biết hơn về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi, quyết định bằng tinh thần, tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý là tài sản vô giá trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Vận dụng bài học của cách mạng tháng 8, chúng ta cần tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi trong nước và quốc tế, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy lòng tự tin dân tộc. Thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội, chủ nghĩa trong tình hình mới. Hiện sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.